Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 121, Gian lận Đang ở trong nhà nên các thái thái mới nói vậy chứ trong mắt người ngoài. Chu Vĩnh Sương quá phách lối mới có kết cục như thế. Thằng bé nhà cô chắc cũng sắp được thả rồi. Lão thái thái chi trưởng nhìn các thái thái, Cô nên về sớm chuẩn bị đón thằng bé đi." Cát Thái Thái cười rạng rỡ, "Bên kia có lão gia lo rồi, mấy ngày trước con đã gửi thư báo cho lão gia, nếu Sinh ca có thể ra khỏi nha môn, phải bảo nó lên kinh tạ ơn lão Thái Thái. Cả chuyện này Cát gia cũng nghĩ trước rồi." Lão Thái Thái chi trưởng nói, "Thằng bé vừa mới chịu khổ xong mà, sao lại đầy đọa nó như vậy? Nó vào kinh ta cũng không gặp đâu." Vừa nói bà vừa đưa mắt nhìn Lâm Sương ngồi bên cạnh về sau ta còn sợ thiếu lễ của nó hay sao? Lâm Sương và khăn tay, cúi gằm mặt, khóe môi nở nụ cười ngượng ngùng. Các thái thái và tam thái thái chi trưởng đều cười. Lão thái thái nói rất phải, các thái thái nhìn tam thái thái chi trưởng, không có sự cố này, chuyện giữa hai đứa nhỏ đã xong từ lâu rồi. Nghe các thái thái nói vậy, Lâm Sương liền che mặt đi vào buồng trong, Lâm Di cũng đi theo nói chuyện. Đến trưa Lâm Di và Lâm Sương chợp mắt nghỉ một lát rồi dậy, Lâm Di đang rửa mặt thì Linh Lung bước vào nói, nhị thái thái sinh rồi à? Điền thị sinh rồi. Linh Lung nói tiếp, là một tiểu thiếu gia à? Nhị thái thái điền thị cũng được coi là nhiều con nhiều phúc, lại sinh thêm con trai cho Trần Gia. Nhất là khi nhị lão thái thái đồng ý vô cùng để ý chuyện sinh con trai hay con gái. Lâm Di bắt đầu tính toán thời gian nhị thái thái điền thị ở cữ. Hẳn sau khi ra tháng bên đó sẽ bắt đầu hoạt động ngay. Lâm Dương cũng đứng dậy khỏi giường, sau bận này vị nhị ba mẫu kia của muội sẽ lớn lối hơn nữa cho mà xem. Lão Thái Thái nhánh cả hai tin, hôm sau dẫn tiểu Tiêu thị, Tam Thái Thái chi trưởng, Hoành ca, Lâm Di và Lâm Sương đến nhánh thứ hai thăm em bé mới chào đời, cậu bé nằm trong tã lót bằng gấm đỏ ngủ say xưa. Nhị lão Thái Thái đồng thị đã lâu không có thêm đứa cháu trai nào cho nên vô cùng vui vẻ, hăm hở dẫn lão thái thái nhánh cả tới nhìn, có phải giống lão nhị không? Bân ca giống mẹ, nếu binh ca giống lão nhị thì viên mãn rồi. Trẻ con vừa ra đời thôi, làm gì nhìn ra được là giống ai chứ lão thái thái nhánh cả trước giờ không quen vuốt đuôi người khác, cho nên đổi đề tài, đã lấy tên rồi à? Nhị thái thái đồng thị cười khoe, là thái tham lĩnh đặt cho đấy. Đồng ma ma bên cạnh cũng cười thêm vào, nhị lão gia từng nói, nhà binh như tay chân của quốc gia. Tuy nô tỳ không hiểu lắm nhưng cũng biết là một chữ hay, chưa kể tư thiếu gia có bát tự tốt, mạng phu quý, về sau nhất định là thần tử giỏi văn giỏi võ bên cạnh quân vương. Nhị lão thái thái đồng thị không thể làm gì khác hơn, liếc nhìn đồng ma ma, nhà binh như tay chân của quốc gia là cái gì? Không hiểu mà còn bày đặt nói chữ, là nhà binh như móng vuốt của quốc gia đứa nhỏ này chỉ mới lọt lòng mà đã cho thầy tướng đoán mệnh rồi có thể thấy nhị lão thái thái đồng thị thích đứa cháu trai này đến cỡ nào trần doãn chu lấy tên này cho con trai là vì muốn lấy lòng thái tham lĩnh đây mà sau khi ra khỏi phòng nhi thái thái điện thị linh lung liền kể lại chuyện mình vừa hóng hớt được cho lâm di và lâm sương nghe con trai riêng của trần doãn ninh được nuôi ở bên ngoài nên không ra gì làm ná cao su bắn chim mà lại bắn trúng đại nha hoàn hạnh nhi bên người đại gia trần lâm bân tiểu cô nương như hoa như ngọc bỗng nhiên bị mù một mặt không thể tiếp tục hầu hạ trần lâm bân nữa bị đuổi ra khỏi trần gia ngay trong đêm hạnh nhi không còn bên cạnh trần lâm bân thiếu người chăm nom ban đêm ngồi đọc sách rồi bị cảm lạnh đến bây giờ vẫn chưa khỏi lâm di nghe xong cũng không nói gì lâm sương lại không nhịn được nói e rằng không phải bị cảm lạnh đâu đại nha hoàn bên người, 10 đứa thì hết chín đứa được thăng lên thành thông phòng sau khi chủ nhân thành thân, nói không chừng tiểu cô nương hạnh nhi kia không an phận, cho nên nhị thái thái điển thị mới nghĩ ra cách như vậy. Lâm Dương ngước nhìn Lâm Di, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp nhau. Thứ tử đôn ca của Trần Doãn Ninh 8 trên 10 phần là kẻ thề mạng rồi. Nhị thái thái điển thị không những bôi đen cháu trai mà còn giải quyết xong mầm họa trong nhà. Đúng là một hòn đá ném hai con chim. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, người gác cổng vào báo, có Thái Tham lĩnh cùng phu nhân và tiểu thư đến à. Trần Doãn Viễn vội vàng dẫn Trần Lâm Bân ra cửa, chỉ chốc lát sau Lâm Phương cũng bước ra, hôm nay nàng ta ăn mặc rất chăm chút. Nhìn thấy Lâm Di, Lâm Phương dừng bước, phe phẩy khăn tay cười nói, lục muội muội gầy đi nhiều đấy. Hôm nay Lâm Phương mặc váy lụa màu hồng nhạt và áo ngắn cùng màu, thoáng nhìn trông như một nhành hoa hạnh ấp trong gió. Người gầy đi là Lâm Phương mới đúng. Trải qua một mùa đông, Lâm Phương đã đánh tan nọng cằm, y phục mùa xuân mỏng manh càng làm lộ dáng người thướt tha huyền chuyển, gần như có thể so được với Lâm Huyền, có thể thấy được khoảng thời gian qua nàng ta bỏ ra không ít công sức. Lâm Di nói, từ tỉ tỉ mặc ít vậy coi chừng bị lạnh đấy đang có tâm trạng tốt nên Lâm Phương thoải mái đối đáp vài ba câu với Lâm Di, sau đó nhìn sang Lâm Sương, cũng không biết bên nhà tổ nghĩ thế nào. Trần gia chúng ta muốn tìm một viên quan để kết thân cũng đầu khó, thật tội cho tỷ tỷ. Ý nói cắt gia bị bắt nạt là bởi vì trong nhà không có người làm quan trên chiều. Lâm Sương sượng mặt, Lâm Phương nói xong liền phe phẩy khăn bỏ đi. Xem nàng ta đắc ý kia, không sợ cười liệt cơ mặt luôn à. Dứt lời Lâm Sương quay đầu lại nhìn Lâm Di, trên mặt chát nhiều phần như vậy, y hệt cái bánh gạo nếp mà muội làm ấy. Lâm Di che miệng cười, thảo nào nàng thấy quen quen, nhờ Lâm Sương nhắc mới nghĩ ra. Thái phu nhân và thái tiểu thư tới trần gia, tặng cho sinh ra một cặp ngọc kỳ lân, một cặp vòng cổ bằng vàng khảm ngọc, một đôi giày đầu hổ, ngoài ra còn một túi hạt dưa vàng, có thể nói là vô cùng đầy đủ chu đáo. Thăm em bé xong, thái phu nhân nhanh chóng rời sự chú ý đến trên người trần lâm bân tiểu thư thái gia cũng vụng trộm ngắm nghía trần lâm bân thấy tướng mạo trần lâm bân anh tuấn thái phu nhân cảm thấy hài lòng thái tiểu thư cũng vui vẻ ra mặt liên tục phe phẩy quạt làm duyên lâm di ghép tiểu thư nhà họ thái và trần lâm bân lại gần nhau so sánh nói xứng thì hơi khập khiễng trần lâm bân cao gầy trong khi thái tiểu thư hơi thấp và đậm người trần lâm bân hào hoa phong nhã còn thái tiểu thư lại cục mịch thẳng tính quá mức nhưng trước mắt bao người mối này cứ thể được xác định sau đó tiểu thư thái gia xem trần gia như nhà mình lôi kéo thái phu nhân tranh thủ thời gian dạo quanh trước khi nhập tiệc thái phu nhân còn uyển chuyển ướm lời với nhị lão thái thái đồng thị rằng viện của trần lâm bân hơi nhỏ nhị lão thái thái đồng thị cười nói chờ bân ca thành thân xong tôi sẽ thu dọn tiểu viện bên cạnh viện nhị tiến cho nó chuyển sang mẹ con nhà họ thái nghe vậy mới vừa lòng thỏa ý lâm phương ngồi gần đó lén lút biểu môi chờ mọi người đều sang phòng khách hết lâm phương mới nhỏ giọng rầm gì với lâm di về sau bọn họ mới biết là nhà họ trèo cao đi tới chỗ không có người lâm sương không nhịn được hỏi lâm di vị thái tham lĩnh kia là quan gì vậy lâm di đáp là quan võ tam phẩm Lâm Dương kinh ngạc há hốc mồm, vậy mà Lâm Phương còn nói là người ta với cao à? Bởi vì Lâm gì không nói, Linh Lung bên cạnh đã giải thích hộ, nhị thái thái muốn gả tứ tiểu thư cho Khang Quận Vương, nói cách khác, mặt bánh gạo kia chính là Quận Vương phi tương lai. Lâm Dương cảm giác như vừa uống phải dầu, chẳng rõ Khang Quận Vương biết được có thấy buồn nôn hay không. Buổi tiệc diễn ra trong bầu không khí hài hòa ngoại trừ đại thái thái đồng thị hơi thờ ơ thì tất cả mọi thứ đều như bình thường. Nhị lão thái uống ít rượu hoa quế nên ngà ngà say, để Lâm Huyền dìu mình về phòng. Muốn nói nhị lão thái thái đồng thị còn hào cảm gì với gia đình của Trần Doãn Ninh thì chắc là Lâm Huyền. Trần Doãn Ninh vì con riêng và ngoại thất của mình đã làm ẩm ý với đại thái thái đồng thị, Lâm Huyền đi can ngăn thì bị xô ngã nhưng nàng ta vẫn không quan tâm tới mình mà đưa tay ôm lấy đồng thị, khổ sở cầu khấn, xin cha và mẹ hãy nghĩ đến lợi ích chung của cả nhà. Nhị lão thái thái đồng thị nghe vậy, cảm thấy đứa cháu gái này của mình cực kỳ hiểu chuyện. Nhờ lâm huyền mà quan hệ giữa phu thê Trần Doãn Ninh và nhị lão thái thái đồng thị mới không đến mức căng thẳng, đứt gãy. Dùng tiệc xong, nhà lâm di cùng nhau trở về phủ nhánh cả mọi người vừa xuống xe ngựa thì gặp quản sự đi ra quân sự tới khom tưng bảo trong nhà có khách lão gia sai tiểu nhân đến đắc nguyệt cầu mua ít đồ ăn bây giờ lão gia và khách đang ở sảnh chính nói chuyện à? trần doãn viễn nói có việc bẩn nên mới không cùng đến nhánh thứ hai mà sao lại trở về sớm như vậy tiểu tiêu thị vội vàng đi to tiếp đãi khách lão thái thái nhánh cả cũng sai bạch ma ma mau đi theo giúp bụng thái thái kha cớn rồi cẩn thận một chút Lâm Di cùng Lâm Sương tới phòng lão thái Thái nhánh cả ngồi, chỉ lát sau Bạch Ma Ma tới nói, là Khang quận vương tới hả, à? nghe nói là vì chuyện của tể thiếu gia. Lòng Lâm Di trùng xuống, nghiêng đầu nhìn lão thái thái nhánh cả. Lão thái thái nhánh cả trao mày, thằng bé tể ra làm sao? Bạch ma ma đáp, nô tỳ cũng chỉ nghe được loáng thoáng, đến cùng là chuyện gì thì không rõ lắm. Lão thái thái nhánh cả sai bạch ma ma trở về đó, nghe cho rõ rồi quay lại nói cho ta biết. Bạch ma ma lui ra, Lâm Di và Lâm Sương cùng lão thái thay nhánh cả chơi vài trò chơi giết thời gian, rất nhanh đã thấy bạch ma ma vòng trở lại. Bạch ma ma vào nhà, chỉ nhìn quanh bốn phía chứ không nói câu nào. Lão thái thay nhánh cả liếc nhìn Lâm Di, nếu thật sự xảy ra vấn đề thì không giấu được lâu đâu, để lục nha đầu nghe cũng không sao. Nghe vậy bạch ma ma mới kể triều đình nghi ngờ quan chủ khảo tiết lộ đề thi, cho rằng tề thiếu gia lấy được giải hội nguyên là nhờ gian lận. Bây giờ quan chủ khảo đã bị bắt rồi, chỉ e tề thiếu gia cũng sẽ. Muột kép, lão thay thay nhánh cả cảm thấy đầu ông lên, tay chân tê dần, khang quận vương đến đây là để bàn về chuyện này. Bạch ma ma cắt đầu, nô tỳ thấy không giống, chỉ có lão gia sốt ruột, liên tục hỏi han ngài ấy thôi. Khang quận vương chỉ nói là hiện giờ tình hình chưa rõ, không đoán được kết quả sẽ thế nào. Lão thái thái nhánh cả nhíu mày, Khang quận vương không muốn quản chuyện này cũng dễ hiểu. Dẫu gì Khang quận vương cũng là võ tướng, điều tra gian lận trong khoa cử trước giờ là nhiệm vụ của quan văn. Lão thái thái nhánh cả còn đang suy tư, tiểu tiêu thị được người dịu vịn của bước vào, lão thái thái. Trên mặt bà cổ vẽ hốt hoảng, nghe nói nhị cang của tề gia bị bắt rồi loại án gian lận này, chỉ cần vào nhà ngục tiền sẽ bị nghiêm hình khảo cung, sĩ tử chuyện rùi mài kinh sử làm gì trải qua được ải này, e rằng sẽ giữ nhiều cảnh ít. Lão thay thay nhánh cả nghiêng đầu nhìn cháu gái, khó khăn lắm mới dẹp được hết chướng ngại, vậy mà thiếu gia tề ra tài. chương 122, Thấy chết không cứu. Qua vài chén rượu, Trần Doãn Viễn bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Thành quốc công là gian thần, nhưng lật đổ gã rồi không có nghĩa là từ đó trở đi triều đình sẽ luôn bình yên gió lặng sau trận bình loạn ở phúc kiến quan văn nhân cơ hội đó chèn ép võ tướng tâu sớ xin hoàng thượng khen thưởng các tướng sĩ lập công chất chồng ở nội các nhưng cuối cùng chỉ có một số ít binh sĩ được khen thưởng trước lý lịch của rất nhiều võ tướng lập công đều đang ở lại bộ chờ xem xét nên điều vào vị trí nào trần doãn chu chính là một trong số tướng sĩ đó Trần Doãn viễn bôn ba bên ngoài nhiều năm, bây giờ làm quan ở Kinh Thành, cả ngày toàn ngồi chức án uống trà đấu đá nhau, mới một thời gian ngắn đã bắt đầu thấy đầu óc mụ mị. Tào tử thanh quan chủ khảo năm nay vốn từ biên tư lên thành học sĩ đứng đầu Hàn Lâm Viện. Ông ấy từng làm học chính, quan chủ khảo của kỳ thi hương, tổng đốc quan kỳ thi hội, nổi tiếng cần cù chăm chỉ, kết giao rộng, không những văn chương giỏi, thư pháp của ông ấy cũng được Hoàng thượng vô cùng tán thương đến người như thế mà cũng bị tống giam, chức quan thuộc Hàn Lâm Viện, giữ việc biên chép quốc sư. Học chính, chức danh đầy đủ là đề đốc học chính, trưởng quan chịu trách nhiệm về văn hóa giáo dục của địa phương. Tào Đại Nhân có người cháu họ xa và một học sinh đều trưng cống sĩ năm nay. Bài thi của hai người kia vừa được lấy ra chậm lại, xác thực không thể liệt vào hàng thượng đẳng. Trong tấu trương của ngự sử lý luận rằng Chữ viết của hai người này Tào Đại Nhân đương nhiên sẽ không thể quen thuộc hơn, muốn từ đống bài thi lựa ra sẽ dễ như chờ bàn tay. Dưới ánh đèn, Chu Thập Cửu đặt chén rượu bằng sứ vân hoa sen hồng nhạt trong tay xuống bàn. Trần Doãn Viễn không tiếp xúc với Tào Tử Thanh nhiều, chỉ biết Tào Tử Thanh từ khi ông ấy được cất nhắc làm đại học sẽ chịu trách nhiệm chính cho kỳ thi năm nay. Trần Doãn Viễn sở dâu mép, theo quận Vương Gia, chuyện này có thật hay không? Ánh mắt của Chu thập cửu vẫn trong trèo, nhưng nhìn kỹ thì hình như có mây mù nhàn nhạt, nhạt đang dần lan rộng, đại nhân đừng nhúng tay vào chuyện này thì hơn. Nghĩa là gần như chắc chắn sẽ bị định tội rồi. Trước giờ Khang quận vương làm gì cũng vô cùng thận trọng, ngài ấy nói không nên nhúng tay, tức là án này không có đường sống. Trần Doãn viễn thất thần vơ lấy chén rượu, đưa lên miệng uống cạn. Gian lận trong thi cử là tội rất nặng, đừng nói tới quan chủ khảo cả thí sinh cũng phải chịu nghiêm hình. Thí sinh liên quan đến gian lận thi cử chết trong mục trước giờ không hề ít, cho dù may mắn được thả ra thì cũng không còn cơ hội tham gia khoa cử nữa. Thân là quan văn, Trần Doãn Viễn đương nhiên biết rõ độ nghiêm trọng của chuyện này. Nhà tôi và tề gia coi như khá thân, tôi không thể làm ngơ. Trần Doãn Viễn thở dài, thiếu gia tề gia thật sự là người có tài. Bảo cậu ấy gian lận ư nói kiểu gì ông cũng không tin. Chu thập cử chậm rãi nói, Trần Đại Nhân đang là quan ở lại bổ, nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, tùy tiện ra mặt giúp đỡ tề ra sẽ không có lợi cho Trần gia. Ta thì ngược lại, ta là quan võ, không liên quan nhiều đến chuyện này, cho nên có thể giúp hỏi thăm chút ít. Trần Doãn viễn ngạc nhiên, mừng rỡ nói, quận vương gia chịu giúp đỡ. Tất nhiên là quá tốt rồi. Ban đêm trời chợt trở lạnh, lại còn mưa giả dích, Lâm Di sợ tiểu tiêu thị lo tiếp khách rồi bị cảm lạnh, nên dặn nhà bếp hầm một chén canh nóng, sau đó cùng Lâm Sương dắt tay nhau mang qua cho bà. Tiểu tiêu thị uống canh nóng con gái đưa tới xong, đàm ma ma đẩy cửa bước vào, khách quy chuẩn bị về à. Tiểu tiêu thị vội vàng đứng dậy sai người mang dù sang cho khách, ngẫm nghĩ lại thấy không ổn, bảo đảm ma ma bung dù che cho bà đích thân qua đó đưa tiễn. Lâm Di và Lâm Sương thắp tùng tiểu tiêu thị ra ngoài nhưng để tránh tiếng, hai nàng sang phòng bên cạnh trước khi chu thập cửu bước ra. Nghe thấy tiếng bung dù bên ngoài, Lâm Sương Hiệu kỳ nhích tới gần cửa sổ, ta chưa bao giờ nhìn thấy Hoàng Thân Quốc thích hàng thật giá thật hết. Nàng nghịch ngợm cười cười, để xem thử có gì khác người bình thường không. Lâm gì bị Lâm Sương chọc phải phi cười, còn có thể khác gì sao, cũng là một lỗ mũi với hai con mắt thôi. Lâm Sương nhỏ giọng lầm bầm, khó khăn lắm mới có cơ hội này, Bỏ lỡ là không bao giờ có nữa đâu." Linh Lung và Quất Hồng đều cùi đầu cười tủm tỉm. Linh Lung bước tới đẩy nhẹ cửa sổ ra, Lâm Sương vừa hồi hộp vừa sợ hãi quả quyết lôi kéo Lâm Di cùng đi tới trước cửa sổ. Lần đầu tiên nhìn lén nam giới ngoài tộc, Lâm Sương vô cùng căng thẳng, siết chặt cứng mấy ngón tay của Lâm Di, Lâm Di muốn nói gì đấy nhưng lại sợ bị người bên ngoài nghe được. Mưa phùn theo khe hở tạt vào, nước mưa lạnh buốt lâm di rụt người trốn ở đằng sau chờ lâm sương lâm sương chợt a à, một tiếng lâm di bất giác quay đầu lại vừa vặn bị một hạt mưa bắn vào mắt buộc nàng phải nhắm mắt lại tiếng mưa đánh vào dù trong trẻo như tiếng hạt trâu rơi trên mâm người dưới dù chậm rãi bước ra lâm sương nhìn lâm di không cẩn thận đụng chúng ra đỡ khiến cửa sổ cử thể sập xuống vì vậy giật mình vội vàng chống cửa sổ lên lại chợt nghe thấy một giọng nữ hốt hoảng từ trong nhà vọng ra, Chu Thập Cửu thoáng dừng bước. Lâm Sương le lưỡi, cho rằng hành tung đã bại lộ, không biết nên làm thế nào nên đưa tay lay lay Lâm Di. Lâm Di gật đầu bảo Linh Lung đi đóng cửa sổ lại, một cơn gió thổi tới, màn mưa như bỗng được một bàn tay vén sang một bên, bầu trời vốn đã tối thui chợt bừng sáng trong nháy mắt. Trong khung cảnh mưa gió giả dích, Chu Thập Cửu cấm dù thông thả bước đi. Lâm Di và Lâm Sương đều bị nước mưa tạt ướt, Linh Lung và Tang Diệp vội vàng đi lấy y phục sạch cho hai tiểu thư thay. Lâm Sương nói: Mưa lớn như vậy ra ngoài thế nào cũng lại bị ướt, chỉ ướt ống tay áo thôi mà, lát nữa về phòng rồi thay luôn một lượt. Tiểu thư ơi là tiểu thư, Linh Lung cầm dù che mưa, có thể để chúng nô tỳ bớt lo được không? Ngộ nhỡ bị cảm lạnh thì sao? Lâm Sương biết là do mình sai trước cho nên đành ngậm miệng làm theo sắp xếp của bọn nha hoàn khi thay quần áo xong thì mưa cũng đã tạnh bót sau khi trở về phòng ngủ hai nàng cùng chen lên giường dù gì nói chuyện cao giáo hơn người bình thường lâm sương cẩn thận hồi tưởng lại dáng cân đối không mập như ca ca ta nghe xong trước mắt lâm di hiện lên dáng vẻ chất phác của ca ca lâm sương chỉ cảm thấy buồn cười lâm sương thành thật nói người ta thường nói con cháu công khanh ai cũng phong thái ngời ngời khí thế lẫm liệt long tử phượng tôn quả nhiên khác với người bình thường lâm di xen vào chu vĩnh sương kia cũng là long tử phượng tôn đấy nghe nhắc tới chu vĩnh sương hào cảm của lâm sương lập tức bay biến không còn tâm tích gã đã bị trừ tịch rồi không tính thế cũng được sao lâm di phì cười lâm sương đang tìm cách chọc nàng cười đây mà không muốn nàng mãi lo nghĩ về chuyện của Tề Nhị Lang. Nhưng biến cố lớn như vậy, nàng làm gì có thể lờ đi không nghĩ tới được. Lần này Chu Thập Cửu đến Trần gia là để báo tin. Lòng Dạ Chu Thập Cửu khó lường, mưu trí lại thâm sâu, thật sự khiến người ta đoán không ra. Hôm sau Lâm Di mang cặp mắt cú mèo đến phòng lão Thái Thái nhánh cả. Lão Thái Thái nhánh cả đương nhiên cũng bị mất ngủ đêm qua. Từ sáng sớm đã gọi Trần Doãn Viễn tới tra hỏi. Trần Doãn Viễn quyết định nghe theo lời Khang Quận Vương, muốn chờ quan sát một thời gian xem thế nào. Lão Thái Thay nhánh cả gật đầu, cũng đúng, gian lận khoa cử không phải là chuyện nhỏ, con ở lại bộ bị rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, không thể đi sai bước nào. Dùng bữa sáng xong, Trần Doãn Viễn rời nhà đến nha môn. Lão Thái Thay nhánh cả kéo tay Lâm Di, chúng ta cứ chờ nghe tin thôi đây không phải là chuyện nữ quyến như chúng ta có thể nhúng tay vào những chuyện lớn như thế này bình thường đều là hệ lụy của tranh đấu giữa các đảng phái những gì bọn họ có thể làm cũng chỉ là hỏi thăm tình hình từ chỗ viên gia hay trịnh gia thôi lâm gì viết một phong thư gửi cho tề tam tiểu thư và tề ngũ tiểu thư an ủi họ tề ngũ tiểu thư nhanh chóng hồi âm tề gia bây giờ đang rất loạn tề nhị thái thái bệnh liệt giường hai tỷ muội họ cùng tẩu tẩu thay phiên chăm sóc bà trong thư tuyệt nhiên không có câu nào nhờ và Trần Gia giúp đỡ. Lâm Di đưa thư hồi âm của tể gia cho lão thái thái nhánh cả xem. Lão thái thái nhánh cả thở dài, đều là những đứa trẻ ngoan cả. Trần gia không tiện công khai quản chuyện của tề nhị lang, Lâm Di ngồi bên cạnh lão thái thái nhánh cả cũng chỉ ngẫu nhiên góp lời. Theo ca ca nói thì tề nhị lang vẫn luôn vùi đầu khổ học, sao bỗng nhiên lại chú ý đến chuyện xảy ra trên biển nhị hoành ca cho rằng lâm di nghi ngờ tề trọng hiên thật sự gian lận lập tức hùng hồn giải thích ca ca tề gia thông minh tuyệt luân kiến thức lại uyên bác biết được cũng là chuyện bình thường ý lâm di không phải vậy bên ngoài đều nói trước khi thi tề trọng hiên có đến nhà quan chủ khảo mượn sách ở đâu ra chuyện trùng hợp đến thế chứng tỏ có khả năng tề trọng hiên bị người ta hãm hại khác với hoành ca lão thái thái nhánh cả hiểu ngay lâm di có ý gì bà nghiêng đầu nhìn nàng vậy cháu hãy thay ta viết bức thư nhắc nhở tề gia bảo họ hãy tìm mọi cách đến hình bộ hỏi thăm thằng bé một chút không chừng trong chuyện này còn có nguyên do khác hoành ca nghe vậy mới biết là mình hiểu lầm thư của lão thái thái được gửi tới tề gia tề gia cũng chỉ hồi âm nói cảm ơn sau đó không còn tin tức nào khác hai ngày nữa trôi qua hình bộ đưa tin rằng học sinh của quan chủ khảo tàu tử thanh đã nhận tội hắn nhận mình đã hối lộ tào tử thanh năm trăm lượng bạc muốn ân sự giúp đỡ mình thi đậu công sĩ lão thái thay nhánh cả nhận được tin lòng lên lạnh hàn đi tội của tào tử thanh đã xác định rồi như vậy thằng bé tề gia cũng coi như xong đời nhánh cả trần gia bị vây trong bầu không khí nặng nề lâm phương lại cực kỳ vui vẻ thẩm ma ma kể chuyện sinh động như thật lâm phương cảm thấy nghe thích hơn cả xem kịch trên sân khấu tình tiết đều là giả còn đây là chuyện đời thật đấy. Lâm Di tưởng mình đã nhặt được thỏi vàng, ai ngờ lại là đồ giỏm, tức cười chết mất thôi. Để Lâm Di gả cho tiến sĩ con cũng không cam tâm. Lâm Phương thả một viên đường hoa quế vào chén trà rồi cầm chén lên uống thử. Ngọt lè, trà hoa quế Lâm Di nấu cũng chỉ thế thôi, đồ nhà quê vẫn là đồ nhà quê. Nhị thái thái điền thị vừa ôm binh ca đưa qua đưa lại vừa âu yếm nhìn con gái, đừng nói lung tung. Lâm Phương biểu môi, mặc dù tiến sĩ không lọt nối vào mắt nàng ta, nhưng không có nghĩa là nàng ta cam lòng để Lâm Di lấy tiến sĩ, bởi vì nói gì tiến sĩ cũng là ứng viên cho chức vị thừa tướng. Chẳng phải Lâm Di có quan hệ rất tốt với Lâm Sương sao, tốt nhất là để bên đó tìm cho con nhỏ đó một viên ngoại nào đó ở tỉnh Lẻ, rồi lão thái thái nhánh cả cũng dọn về quê theo con nhỏ đó luôn. Lâm Phương lại nghĩ tới dáng vẻ đối trọi gay gắt với nàng ta của hai tiểu thư tề ra mỗi khi gặp gỡ. Hôn sự của tề tam tiểu thư cũng nên thất bại luôn cho rồi. Trần Lâm Bân ngồi cạnh đó đứng ngồi không yên. Sao cậu chỉ rời nhà một thời gian mà muội muội tại biến thành như vậy? Muội muội làm chuyện gì cũng phải chừa đường sống cho người khác. Như vậy cũng chính là chừa lối thoát cho mình. Tùy nhánh cả và nói thế nào lục muội muội và chúng ta vẫn có cùng một tổ phụ không thường chăm lo cho nhau thì cũng đừng để thành kẻ thù. Lâm Phương giật mình, lập tức quay ngoắt sang Điền Thị tố cáo, mẹ, mẹ nhìn ca ca bệnh người ngoài mà xỉa sói con kia. Rồi nàng ta quay sang trừng mắt với Trần Lâm Bân, lúc Lâm Di hại muội ca ca nào biết được, Lâm Di không sầm xì si nói xấu mùi với lão thái thai nhánh cả, muội sẽ đến mức không còn mặt mũi qua đó sao? Lần trước đến nhà tổ, Lâm Di còn răng bẫy khiến muội đây tam tỷ xuống sườn núi, để bà từ dầu rắn trong đình rồi đổ lỗi cho muội hại muội phải quỳ ở trước phòng của tổ mẫu suốt mấy ngày còn bị phạt nhốt trong phòng hối lỗi tính ra muội mới là người đáng thương nhìn muội muội khóc lóc thảm thương trần lâm bân cũng thấy ai nấy, nếu người ta đã có ý hại mình lần sau muội cứ đề phòng lục muội muội là được đừng bô bô nói xấu tỉ muội như vậy để người ta nghe thấy còn tưởng rằng muội muội ngọc kép điển thị cũng tán thành lời của con trai ca ca con cũng vì nghĩ cho con thôi sắp lập gia đình rồi phải biết cái gì nên mở miệng nói cái gì không đây là ở nhà mẹ đẻ tương lai đến nhà chồng mà còn vậy thì sẽ bị người ta bắt thóp đấy nghe nhắc tới chuyện cưới hỏi của lâm phương trần lâm bân nói luôn hôm nay con có gặp khang quận vương thật sự là dáng vẻ bất phàm nhị thái thái điển thị nở nụ cười ấm áp lâm phương đỏ mặt cúi thấp đầu sau đó lại không nhịn được nhìn về phía ca ca mong chờ ca ca có thể nói thêm ít chuyện về Khang Quận Vương. Nhưng hình như Khang Quận Vương không biết chuyện hai nhà muốn kết thân, Trần Lâm Bân tự giới thiệu mình là ai rồi, Khang Quận Vương vẫn đối đãi với cậu giống như với người khác. Trần Lâm Bân cũng chỉ suy tư trong khoảnh khắc, rồi trước khi nhị thái thái điện thị kịp truyền đề tài sang tiểu thư thái gia, cậu đã đứng lên xin trở về phòng. Trần Doãn viễn một mực chờ tin của Khang Quận Vương, nhưng Khang quận vương từ đầu đến cuối vẫn không nhúng tay hỗ trợ. Khi triều đình phát công văn, tuyên bố kết quả của kỳ thi mùa xuân năm nay không có hiệu lực, ba tháng nữa sẽ tổ chức thi lại, mọi người mới biết án gian lận khoa cử đã lắng xuống. Tiểu tiêu thị kể, lão gia nói từ đầu đến cuối tề nhị gia không hề nhận mình gian lận. Lão thái thái nhánh cả đã biết về sự khi khai cứng đầu của tề nhị lang từ lâu rồi bà bảo bạch ma ma qua bóp đôi chân bị phù của tiểu tiêu thị ban đầu tiểu tiêu thị còn hơi ngại ngùng sau khi chân đỡ phù cả người bà liền thoải mái hơn hẳn nhưng trong chiều đã bắt đầu có quan văn lên tiếng bênh vực tổ nhị lang rồi nói rằng lúc trước hễ có án gian lận thì số bài thi trúng tủ lên tới mấy chục song lần lại chỉ có một mình tề nhị lang chưa kể tào tử thanh chưa từng thừa nhận nhận hối lộ của tề gia tương tự cũng nào có chứng cứ về chuyện tề ra hối lộ quan chủ khảo nhân tài có khả năng trở thành trụ cột quốc gia phải đầu phải dễ tìm, mong triều đình đừng kết án qua loa. Xem ra trên dưới tề ra đều đã chung sức ra tay, chỉ là không biết có hiệu quả hay không, vẫn còn thiếu lời của một người mà hoàng thượng tín nhiệm. Đợi tiểu tiêu thị đi khỏi, lão thái thái nhánh cả mới nặng nề nói ra tâm sự của mình với bạch ma ma, có phải ta đã quá nóng nảy trong việc thu xếp hôn sự cho lục nha đầu rồi không? Bạch Mama an ủi bà, lão thái thái cũng chỉ vì sợ lục tiểu thư bị tuyển tiến cung mà thôi. Đó là một nguyên nhân, ngoài ra còn một nguyên nhân nữa mà bà chưa từng nói với bất kỳ ai, ta cảm thấy. Khang quận vương vừa ý lâm di nhà chúng ta, Bạch Mama kinh ngạc mở to hai mắt, lão thái thái. Làm sao ngài nhìn ra được, ngột kép sống đến từng tuổi này không có nhãn lực cỡ đó thì chính là già nên hồ đồ rồi lão thái thái tựa vào tưng ghế nhưng lục nha đầu không thích khang quận vương ta cũng cảm thấy khang quận vương là người quá nhiều suy tính trong nhà tại không có trưởng bối chống đỡ vị chu phu nhân kia chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi bà ta muốn nắm khang quận vương trong tay tuyệt đối sẽ không để ngài ấy được vừa còng đẹp ý phải biết rằng đương gia chủ mẫu không chỉ to chuyện hậu trạch mà còn phải cáng đáng cả nhà. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 123, tính toán chặt chẽ. Khi được thả ra khỏi nhà giam, thiếu gia nhà họ cát chịu khá nhiều thương tích. Cát thái thái được tin bèn chào từ biệt lão thái thái chi trường chi thứ ba trần gia, tam thái thái chi trưởng và lâm xương cũng theo trở về huyện Tam Hà lão thái thái chi trưởng cho người chuẩn bị một cỗ xe ngựa chắc chắn chọn vài gia nhân và bà từ theo xe tiễn họ đến bến thuyền đi thông châu lâm sương đi rồi lâm di mất tinh thần hẳn ngủ gà gật trong phòng lão thái thái chi trưởng lão thái thái chi trưởng buồn cười nhìn cháu gái thẳng thừng bảo linh lung đỡ nàng vào buồng trong ngủ lâm di lên giường nằm nhắm mắt ngủ một mạch hai canh giờ khi tỉnh lại thì vừa vặn lúc trịnh gia gửi thư đến Trịnh lão phu nhân mời Trần lão thái thái và Lâm Di đến Trịnh gia chơi, trong thư còn nói rằng Trịnh thất tiểu thư cứ luôn miệng nhắc tới Lâm Di. Nếu không vì bị Huệ Hòa quận chúa mời mama đến dạy lễ nghi, hắn Trịnh thất tiểu thư đã chạy sang Trần gia rồi. Gần đây trong kinh dường như thịnh hành chuyện mới mama dạy lễ nghi, Lâm Di đọc thư của Trịnh thất tiểu thư mới biết, thì ra cơn sốt học lễ nghi vốn bắt nguồn từ Châu Nhị tiểu thư Châu Lang Huyên. Châu Lang Huyên khéo léo về khoản cấp bậc lễ nghi như vậy là nhờ học từ Mama trong cung. Huệ Hòa Quận chúa không cưới được Châu Lang Huyên làm con dâu, nên chuyển mong mỏi về phía Trịnh Thất tiểu thư. Nếu con gái có thể được bằng một nửa dịu dàng lễ độ của Châu Lang Huyên, bà đã mãn nguyện rồi. Trịnh Thất tiểu thư phàn nàn hết lời, than bị Mama tịch thu hết roi và con quay, còn bị bắt học theo thùa, bây giờ tay cô bé đầy vết kim đâm khổ không thể tả huệ hòa quận chúa đang mong biển con gái từ gà thành phượng đây mà lâm di thấy vô cùng may mắn vì lão thái thái nhánh cả và tiểu tiêu thị không có yêu cầu quá cao đối với nàng tính ra thì thời gian nàng cầm kim thiêu mỗi ngày cũng chẳng nhiều lãm lâm di viết thư hồi âm cho trịnh thất tiểu thư xong cũng là lúc trần doãn viễn về nhà đến thỉnh an lão thái thái nhánh cả uống hết chén trà trần doãn viễn vẫn không biết nên báo tin vui hay tin giữ trước mẫu thân thượng thư đại nhân cấp trên của con vừa được thăng thành đại học sĩ kiếm thêm thiếu bảo chủ trì kỳ thi hội năm nay con cũng được thăng làn lạng chung ít ngày nữ ý chỉ chính thức sẽ được ban xuống thiếu bảo là chức quan tòng nhất phẩm thuộc hàng tam cô thời xưa bao gồm thiếu sư thiếu phó thiếu bảo mới đó mà lại được thăng chức rồi lâm di ngồi một bên ngước lên nhìn cha mình từ tòng ngũ phẩm lên chính ngũ phẩm vốn cực kỳ khó, cha nàng nhậm chức viên ngoại lang chưa đến một năm đã được đề bạt lên làm lang chung. Lúc trước cha được thăng chức ở lại trong kinh, mọi người còn chưa đến mức kinh ngạc, nhưng bây giờ không khiến người ta chú ý cũng khó, chưa kể còn ngay vào thời điểm này. Trần Doãn viễn cao mày, thì ra do có người mật báo về gian lận khoa cử năm nay, nên Hoàng thượng lệnh cho thượng thư đại nhân lại bộ chúng con đi phê duyệt lại bài thi nhờ vậy cấp trên mới lập được công, được hoàng thượng tín nhiệm hơn, mấy người bọn ông cũng được hưởng ké. Lão thay thay nhánh cả hiểu ý của con trai, bên ngoài người ta đều cho rằng là các cậu cha ra chuyện gian lận này. Bà ngước lên nhìn ông, lần này liên lụy chẳng ít người đúng không? Trần Doãn viễn thở dài, trước giờ án gian lận khoa cử vốn rất ít, cũng may chuyện này đều do Thượng Thư Đại Nhân toàn quyền xử lý, nếu là người khác thì số bị hoạch tội đã đếm không xuể rồi nhưng bên ngoài lại không nghĩ vậy, đặc biệt là tề gia. Mỗi lần gặp con, sắc mặt của tề nhị lão gia đều rất lạ. Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, lầm gì bỗng nhớ tới chuyện chu thập cửu không muốn tra hỏi đến vụ án này, bất giác khẽ mím môi. Lão thay thay nhánh cả thở dài, xem ra chừng nào tề nhị gia còn chưa được thả ra, hiểu lầm này vẫn sẽ còn đó. Chẳng những vẫn còn đó mà e rằng tương lai cũng rất khó xua tan thượng thư lại bộ ra mặt, cha càng không thể nhúng tay vào vụ án này, đi sai một bước thì không những hại bản thân mà còn hại luôn cả tề gia. Nếu ngay từ đầu cha đã chọn giữ im lặng, vậy sau khi thăng chức càng phải im lặng đến cùng, không còn lựa chọn nào khác. Cha được làm đường quan là chuyện vui lớn của cả nhà, nhưng kéo theo đó cũng có không ít phiền não. Lão thái thái nhánh cả bình tĩnh nói, vào chiều làm quan chính là như vậy, không có khả năng quản hết mọi chuyện, Tổ phụ và phụ thân con ở quan trường cũng từng đắc tội không biết bao nhiêu người, đang êm đẹp thì chẳng nói, lúc xa sút không bị dẫm một cước đã cảm tạ rồi, không nên đòi hỏi quá nhiều. Con nên chú tâm vào công việc thôi, chuyện gì cần giải quyết thì nhân cơ hội làm sớm một chút, đừng mặc kệ rồi sau này bị người ta làm khó. Trần Doãn viễn ngoan ngoãn lắng nghe lão thai thai nhánh cả chỉ dậy. Ban đầu ông còn cảm thấy chức quan này đến không đúng lúc kinh nghiệm của ông ở lại bộ còn rất ít, đúng ra nên chờ sau một hai năm nữa. Thế nhưng sang hôm sau, ông thật sự thấy may mắn vì Minh được thăng làm đường quan sớm hơn một năm. Đệ đệ của Trần Nhị Lão Thái Thái Đồng Thị là Đồng Trường Mậu, nhờ công lao trong vụ phân loạn ở Phúc Kiến mà được tiến cử làm độ thống nhiệt hà. Lão Thái Thái nhánh cả được tin liên dựng thẳng sống tung, mấy đời võ tướng đồng gia nhẫn nhịn ở Thiểm Xuyên chừng đó năm rốt cuộc cũng được triều đình trọng dụng mấy năm qua không ít huân quý từng theo thái tổ tranh đấu giành thiên hạ bị thu hồi tước vị ngược lại số con cháu công thần ít công không ai để ý tại dần dần lớn mạnh đồng ra mấy đời thủ thành cũng đến lúc được triều đình tín nhiệm rồi nói không chừng ngày nào đó sẽ một bước lên trời lão thay thay nhánh cả từng nghĩ tới chuyện này nhưng vẫn không tránh khỏi kinh ngạc khi hay tin bà nhìn trần doãn viễn con chọn đi đường quan văn là đúng rồi. Bằng không tình hình của bọn họ bây giờ chính là dê nằm trong miệng cọp, bởi vì đô thống là chức quan võ cao nhất, ai cũng không đắc tội nổi. Lão Thái thay nhánh cả thở dài, xem ra không giữ được thức vị của nhà chúng ta rồi, có cơ hội được phục tước cũng sẽ bị đồng gia giành mất thôi. Lão gia dưới suối vàng có biết hắn cũng sẽ không trách bà, một lão thái bà như bà đã làm hết những gì có thể làm rồi. Đây chính là trọng điểm trong chuyện này. Lúc biết tin, điều canh cánh trong lòng Trần Doãn Viễn cũng chính là tước vị của Trần Gia. Lão thai thay nhánh cả tựa khủyểu tay vào tay vịn, triều đình định bao giờ cho con nhậm chức mới. Bây giờ chỉ có thể tiến thêm được bước nào hay bước nấy. Lễ bộ đang chuẩn bị, ba ngày sau sẽ diện thánh à? Không còn sớm nữa, hai mẹ con nói thêm vài câu rồi Trần Doãn Viễn trở về phòng nghỉ ngơi lão thay thay nhánh cả không ngủ được, bảo Lâm Di cùng chơi vài ván bài lá. Lâm Di cố tình nương tay mà bà vẫn thua liên tiếp ba ván. Cuối cùng bà bỏ bài xuống bàn, người già rồi không còn dùng được nữa, có tính thì cũng thua những người trẻ như cháu. Tổ mẫu không ám chỉ chuyện chơi bài mà ám chỉ việc bị người ta mưu hại. Lâm Di nhỏ giọng nói, do tổ mẫu bốc phải con bài xấu thôi à. Lão thái thái nhánh cả khẽ cười, xoa đầu Lâm Di, bốc được bài quá tốt mới bị người ta ghim trong lòng đấy dứt lời bà đưa tay để bạch ma ma dịu đi nghỉ ngơi trước đó còn dặn dò lâm di mấy ngày qua cháu bận lo cho nhà đầu lâm sương nên cũng không có thời gian nghỉ ngơi hôm nay đi ngủ sớm đi lâm di gật đầu vâng một tiếng làm người không nên tự làm khó mình quá hôm sau lâm phương nghe được tin từ miệng điền thị nhà chúng ta có một vị quan nhất phẩm nhị thái thái điền thị gật đầu lâm phương gần như nhảy dựng khỏi ghế ngồi vậy còn cha con có khả năng làm tiểu thư hầu phủ không nghĩ đến cảnh tượng được người người vây quanh của ngũ tiểu thư ninh bình hầu tim lâm phương suýt nhảy vọt tới cổ họng nhị thái thái điện thị như cười như không liếc nhìn con gái lại nói bậy để tổ mẫu con nghe được thì lại bị mắng nữa cho mà xem lâm phương đắc ý cười nói con vừa mới đi thỉnh an tổ mẫu xong tổ mẫu khen con càng ngày càng có phong thái đấy chỉ mỗi bước hành lễ với trưởng bối thôi mà nàng ta đã tập luyện không biết bao nhiêu lần nhị thái thái điền thị mỉm cười vẫn phải học chăm chỉ vào lâm phương chạy tới ngồi sát bên người tiền thị quan trọng gì đâu mẹ chỉ cần chu phu nhân thích con con có thể nào cũng không thành vấn đề con bé này nhị thái thái điền chọc ngón tay vào chán lâm phương khiến mẹ bận tâm nhất chính là con đó không chịu nghe lời mẹ đi về sau chịu khổ thì đừng khóc lóc chạy về tìm mẹ đấy. Lâm Phương ôm vai Điền Thị, chịu khổ không tìm mẹ thì còn tìm ai nữa. Hai mẹ con còn đang cười cười nói nói, đồng ma ma dẫn nha hoàn bưng thuốc tiến vào. Lâm Phương nhăn mũi khi người thấy mùi thuốc, mẹ còn phải uống mấy thứ thuốc này tới bao giờ nữa. Đồng ma ma tươi cười nói, cũng sắp thôi rồi à. Bà ta dùng một chút, nhà lão thái thái gửi thư báo rằng cựu thái thái đã lên đường rơi thiểm xuyên vào kinh thăm lão thái thái rồi. Khi cựu thái thái vào đến kinh hẳn cũng là lúc văn thư bổ nhiệm cựu lão gia được gửi tới thiểm xuyên. Cựu lão gia nhậm chức ở nhiệt hà, cách kinh không xa lắm, nên theo lý gia quyến sẽ ở lại kinh thành, như vậy về sau hai nhà có thể thường xuyên qua lại. Lâm Phương hớn hở vỗ tay, vậy tốt quá, tới lúc đó con xin sung phong dẫn cựu thái thái vào muội muội tham quan kinh thành. Đồng ma ma nói thêm mấy câu rồi lui ra ngoài, gần như ngay sau đó thẩm ma ma cũng chạy vào đưa tin, chu phu nhân cho người đưa tặng trứng gà đỏ à. Ăn trứng gà nhuộm đỏ là tục lệ mừng em bé đầy tháng. Nhị thái thái điền thị vội vàng bảo thẩm ma ma mời người đó vào phòng. Ma ma tới tặng trứng gà đứng bên ngoài rèm cười nói, phu nhân chúng tôi vốn định đích thân tới, nhưng lại vừa được tin thái hậu nương nương không khỏe cho nên đã cùng vài vị phu nhân khác tiến cung thỉnh an. Thái hậu đã lớn tuổi, thường xuyên không được khỏe nên nhóm mệnh phụ thay phiên nhau tiến cung hầu bệnh. Nhưng bây giờ nhắc tới chuyện này lại có ý tứ khác. Nhị thái thái điền thị tươi cười cho người lấy ít bạc thưởng cho mama kia. Lâm Phương dựng lỗ tai lắng nghe, nữa chưa cũng không muốn bỏ lỡ. Sau khi mama kia ra về, nhị thái thái điền thị mới cười cười liếc nhìn con gái, nghe rồi chứ? Còn không mau lui ra tiếp tục học lễ nghi với mama đi. Cả ngày dính bên người mẹ làm cái gì? Lâm Phương đỏ bừng mặt, quán trách nhìn điền thị, mẹ có tử đệ liền không thương con gái nữa. Dứt lời nàng ta nhấc váy vội vàng chạy ra ngoài. Nhị thái thái điền thị nhìn sang thẩm ma ma cạnh đó, xem kìa, thảo nào người ta đều nói, con gái lớn liền không giữ được. Thẩm nương của khang quận vương, chu phu nhân đoàn thị ngồi ngay ngắn trên ghế nệm. Đàn hương từ cách cư vàng đặt trên bậc thang của từ ninh cung bay ra tận bên ngoài, trong ánh nắng khói hương non như giải lụa bồng bềnh giữa không trung. Lão Thái Hậu nằm trên khang lớn cạnh cửa sổ, hồi câu sau mới cười nhìn chu phu nhân, khang quận vương xem như được người nuôi lớn, trong mắt ai ra, thầm nương không khác gì mẹ ruột cả. Chẳng qua thằng bé đã trưởng thành, nó có tâm sự gì, trưởng bối như chúng ta chưa chắc đã hiểu thấu được. Chu phu nhân thoáng dùng mình, nhưng vẫn tươi cười đáp, Thái hậu nương nương nói rất phải a. À. Chương 124, tứ hôn. Người lớn tuổi vốn nhìn thấu sự đời, cho nên muốn khiến người khác như ý thật ra rất đơn giản. Khang quận vương có công lớn trong việc diệt trừ thành quốc công, bà ra tay giúp một lần cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao. Lão Thái Hậu ngẩng đầu lên, Khang quận vương không còn nhỏ nữa, con cháu tôn thất cùng lửa với thằng bé không thành thần thì cũng đã định ngày thành thân hết rồi. Ám chỉ mấy ngày qua rốt cuộc cũng có tác dụng, chu phu nhân hiển nhiên liền trưng ra nụ cười của mẹ hiền. Thì đấy à, đều tại thần phụ kén chọn quá nên mới làm chậm trễ trao nó, ý trong lời đã chẳng thể rõ hơn. Không phải con trai ruột thì bà ta càng hao tốn tâm trí hơn, vì sợ làm không trúng ý cháu. Lão Thái Hậu cười hỏi nó có để ý tiểu thư nhà ai không? Chu phu nhân ngẫm nghĩ, chọn lọc từ ngữ kỹ càng mới mở miệng, bẩm thái hậu, chắc ngài cũng biết Quảng Bình Hầu Trần Gia. Lão thái hậu cẩn thận suy nghĩ, ta lớn tuổi rồi, nhất thời nhớ không ra, Quảng Bình Hầu trong lời ngươi. Chu phu nhân thêm vào, bây giờ nhà họ đã không còn tước vị nữa. Huân quý bị thu tước, lão thái hậu tựa như vừa nhớ ra chuyện gì đó, hai mắt bỗng sáng lên, người muốn nói tới lục tiểu thư của trần gia chứ gì gần đây ta thường xuyên nghe nhắc tới con bé này nghe nói đó là một cô bé hiếu thảo dám xông vào đống lửa cứu tổ mẫu phụ thân con bé cũng là một viên quan liêm chính trước đó từng bị tống giam vì chống đối thành quốc công giờ đã được để lên làm lang chung lại bộ dây đàn trong lòng chu phu nhân đứt phụt chỉ nháy mắt đầu óc đã trống rỗng sao thái hậu tại biết rõ về trần gia như vậy hơn nữa, còn có vẻ mặt cực kỳ vừa ý. Nữ quan bên cạnh Thái hậu tươi cười nháy mắt với Chu phu nhân. Nữ quan đang nhắc nhở bà ta nên lên tiếng xin Thái hậu ra mặt, tác thành cho cuộc hôn nhân này. Cưới hỏi là chuyện lớn phải theo lệnh cha mẹ, chi trưởng bởi trong nhà mới có thể xin hoàng gia tử hôn, bà ta vốn cho rằng quyền chủ động đang nằm trong tay mình, nào ngờ. Chu phu nhân hồi tưởng lại lúc Chu Nguyên Triệt mời bà ta tiến cung xin tử hôn, Chu Nguyễn Triệt chỉ nói, nhờ thẩm nương tiện cung giúp cháu trai cầu xin hoàng thượng tử hôn. Xin tứ hôn, nhưng lại không nói muốn cưới tiểu thư nhà nào. Sao bà ta lại có thể sơ suất đến vậy? Con tường thằng nhãi kia không am hiểu chuyện nội trạch, chỉ có thể mặc cho bà ta sắp xếp. Hóa ra chỉ là môi như Không như bà ta thì làm gì có chuyện bà ta cất công tiến cung để cầu tử hôn. Quả thật là tính toán đến từng hành động từng câu chữ. Người thẳng đó nhiều năm như vậy bây giờ bà ta mới biết tâm cơ của đối phương vượt xa suy nghĩ của mình ban đầu sẽ để mặc con mồi tung hoành xem xét kỹ rồi mới từ tốn thiết kế đưa mồi vào bẫy nếu bây giờ bà ta nhắc tới trần tứ tiểu thư thì chẳng khác nào muốn bác bỏ ý tốt của thái hậu cả tên đã lên dây bà ta đã ở thể không bắn không được chu phu nhân cảm thấy ngực nặng trịch khóe miệng như bị treo tảng đá chỉ nở nụ cười mà khó khăn đến cùng cực Tử Ninh Cung không phải là địa bàn của bà ta, bà ta cũng như những người khác, đều phải cẩn thận nhìn sắc mặt mà nói chuyện. Chu phu nhân ổn định lại tinh thần, những năm vừa qua bà ta đã kinh qua không ít sóng gió, sẽ chẳng dễ bị đánh đồ như vậy. Không đi được con đường này, bà ta tất nhiên sẽ có cách khác. Nghĩ xong Chu phu nhân quỳ xuống, cung kính dập đầu xuống sàn điện trải thảm gấm. Ra khỏi cung, Chu phu nhân liếc nhìn thân ma ma bên cạnh mình, hãy tung tin ra ngoài rằng hoàng thượng sắp tử hôn cho quận vương gia. Thân ma ma gật đầu, nô tỳ nhất định sẽ sắp xếp chu toàn. Tin tức tứ hôn nhanh chóng truyền đến Trần gia, lão thái thái nhánh cả nghe xong liền siết chặt vật châu trong tay, hỏi thăm rõ ràng rồi à? Thật sự sắp tứ hôn cho Khang quận vương? Bạch ma ma đáp, nhánh thứ hai bên kia gần như sôi sục rồi, nhị lão thái thái nhị lão gia và nhị thái thái mừng muốn phát điên tứ tiểu thư không những sắp gả cho khang quận vương mà còn là được tử hôn đàng hoàng đây chính là vinh dự cầu mà không được mà mà bên nhánh thứ hai còn lại đây khoe khoang cảm thán rằng đúng là song hy lâm môn rõ ràng là cố tình nói cho bọn họ nghe hay tin lâm phương có được mối tốt hạ nhân bên nhánh cả bắt đầu sầm xì nghị luận cái gì tứ tiểu trời sinh phủ quý Số tốt đâu phải là cứ cầu là được. Ý họ muốn nói, lão thái thái nhánh thu xếp hôn nhân của Lục tiểu thư từ sớm nhưng hết lần này đến lần khác cứ xảy ra sự cố. Bạch mama cũng không khỏi thầm thở dài, hôn nhân của Lục tiểu thư đúng là lận đận. Bạch mama đem chuyện mình nghe ngóng được nói lại cho lão thái thái nhánh cả biết, nghe nói là Chu phu nhân tự mình tiến cung xin tử hôn. Chuyện này không khó hiểu lão thái thái nhánh cả tiếp tục lần Phật Châu trong tay. Chu phu nhân thích nhị thái thái điền thị, Lâm Phương lại liên tục lui tới Chu gia. Lời đồn Chu phu nhân vừa ý Lâm Phương cũng đã dâm ran từ lâu rồi, chẳng qua. Từ sau khi gặp được Khang quận Vương, bà cứ cảm thấy, điển thị muốn mưu tính được mối này về tay cũng sẽ không dễ như vậy. Vì thế bà mới thấy ngoài ý muốn. Bạch Mama hỏi dò, theo lão thái thái, có phải là vì đồng gia không ạ? À? đồng gia với tình thể hiện giờ nhánh cả trần gia rõ ràng không bằng nhánh thứ hai ai muốn cầu thân với trần gia cũng sẽ cân nhắc điểm này lão thái thái khép hờ mắt khả năng là vậy khang quận vương là võ tướng với ngày ấy kết thông gia cùng đồng gia chỉ có lợi chứ không có hại trực tiếp cưới con gái đồng gia thì quá mức lộ liễu cưới lâm phương ngược lại đúng với truyền thống cưới hỏi của tôn thất hơn tâm trạng của bạch mama xa sút hẳn nhưng tứ tiểu thư mà làm quận vương phi không biết về sau phía nhị thái thái còn ngông nghênh chèn ép người khác đến mức nào nữa tiểu tiêu thị cũng cảm thấy đây không phải là tin tốt đẹp gì khó khăn lắm lão gia chúng ta và quận vương gia mới kết giao tình nếu ngài ấy trở thành con rể của nhị bá vậy sau này sau khi kết hôn con rể đương nhiên sẽ gần với cha vợ hơn cưới khuê tủ nhà ai không cưới sao lại chọn trần gia vậy lời đồn lan truyền rộng rãi mọi người càng lúc càng tin đó là thật. Nhánh thứ hai Trần Gia bắt tay chuẩn bị của hồi môn cho Lâm Phương, do hôn ước vẫn chưa chính thức định ra, nên nhị thái thái điền thị không muốn khoa trương quá mức, cảm thấy từ từ chuẩn bị sẽ ổn thỏa hơn. Những Lâm Phương lại cảm thấy tủ quần áo của mình trống trải, khăng khăng đòi bắt đầu may thêm đồ ngay từ bây giờ, độc chiếm luôn thợ may chuyên dụng của Trần Gia. Đến mức Lâm Di muốn may y phục hè cũng không được thợ may liên tục các lỗi tiểu nhân mà không tới đây một chuyến thật có cỗi với lão thái 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 và tiểu thư nhưng tứ tiểu thư muốn tất cả váy áo mới đều do tiểu nhân tự tay may tiểu nhân tại chỉ có một đôi tay thật sự không làm xuể cho nên đành chậm trễ đồ của lục tiểu thư bạch ma ma vô cùng bực tức nhưng lâm di tại lão thái thái nhánh cả cũng không muốn dài dòng cho thêm tức phất tay áo cho thợ may đi cứ thế váy áo của Lâm Phương lần lượt ra lò hết bộ này đến bộ khác. Lâm Phương không làm kịp đồ thêu để mang sang nhà chồng, nên huy động đám thử nữ con di nương trong nhà chia nhau làm giúp một phần, phần còn lại được chuyển đến tay Lâm Huyền và Lâm Di. Lâm Huyền đưa số đồ cho Lâm Di chọn trước, còn lại nàng ta sẽ làm, có một món phải dùng cách thêu hai mặt, ta thật sự không làm được, chỉ có thể làm giúp mấy món đơn giản thôi. Mấy món đồ thiêu hai mặt này rõ ràng là Lâm Phương cố tình chuẩn bị cho Lâm Di, Linh Lung đứng gần đó không khỏi nhíu mày. Lâm Di chọn vài món trên bàn để Linh Lung cầm lấy, vậy ta sẽ giúp thiêu những món này. Chờ Lâm Huyền đi khỏi, Linh Lung mới tức giận nói, tiểu thư hiền qua đấy, mắc mớ gì chúng ta phải giúp họ thiêu mấy thứ này. Hạ nhận biết thiêu thùa bên nhánh thứ hai nhiều cả tá, có đứa nào mà không biết thiêu đâu. Lâm Di uống một hớp nước ngẩng đầu nhìn Linh Lung, "Thì thế, vậy em tức giận cái gì?" Linh Lung khó hiểu nhìn dáng vẻ nhàn nhã thong dong của Lâm Di, "Ta toàn chọn mấy món nha hoàn trong nhà làm được, cử đưa cho bọn họ giúp. Còn món phải dùng cách thiêu hai mặt, cứ để nó sang một bên, ta sợ mỏi mắt nên khi nào rảnh sẽ thiêu vài ba mũi." Nói tới đây nàng ngẫm nghĩ một lúc, thính chúc với Bạch Thược tỷ tỷ đều muốn học cách thiêu hai mặt mà đúng không? sẵn tiện dùng món đồ này dạy họ luôn vậy linh lung nghe vậy mới dễ chịu hơn một ít nhưng vẫn không nhịn được lầm bầm đúng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên quất hồng ngồi uống trà cạnh đó lập tức bị sặc lời như vậy mà cũng dám nói ra khỏi miệng xong ngoài chuyện này ra thì không hẳn là toàn tin tức xấu trần doãn viễn trở về thuật lại cho người nhà biết về tình hình của nhị lang tề ra ngày mai cậu ấy sẽ được thả ra chỉ bị mấy vết thương ngoài da thổi vẫn bảo toàn được tính mạng. lão thái thái nhánh cả mỉm cười, được thả ra là tốt rồi. những chuyện khác có thể bàn bạc kỹ hơn. nếu tin này đến trước khi tin trần doãn viễn được lên làm lang trung lại bổ, hẳn lão thái thái nhánh cả sẽ vô cùng mừng rỡ. nhưng bây giờ hiểu lầm giữa hai nhà vẫn còn đó, trong lòng lão thái thái đương nhiên sẽ thấy lấn cấn. trần doãn viễn cũng cảm thấy ngột ngạt khi nhắc tới tề gia nhưng ông thật sự nhẹ cả người khi thấy tề nhị lang giữ được mạng sống lão thai thai nhánh cả cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai mẹ con nhà chúng ta không nợ nần gì tề ra nếu đã là hiểu lầm vậy cứ chờ dịp hóa giải thôi trần doãn viễn gật đầu tán thành qua chuyện này ông cảm thấy gia đình dòng dõi thư hương như tề ra thật sự không dễ kết giao không thể quá thân cũng không thể quá hời hợt phải giữ ý không được nói thẳng lúc nào cũng phải phỏng đoán ý tử của đối phương. Hơn nữa dòng dõi thư hương trời sinh vốn kiêu ngạo, Trần Doãn Viễn đã mấy lần thử tìm cơ hội giải thích với tề nhị lão gia, song mãi vẫn chẳng có kết quả vì mặt không đủ dày. Trong lúc người lớn khó khăn với nhau, tề tam tiểu thư tại gửi thư cho Lâm Di, tạ ơn Lâm Di và trưởng bối Trần Gia. Lâm Di đang cầm bút viết thư hồi âm cho tề tam tiểu thư thì Lâm Phương bỗng xông vào, cười duyên đi tới trước bàn sách của lâm di cầm thư của tề tam tiểu thư lên xem nghe nói nhị căng nhà họ tề được thả ra rồi nàng ta dùng một chút chớp chớp mắt hy vọng lần này đừng có chắc chờ gì nữa lâm phương đang ám chỉ chuyện trung thân của lâm di z lâm di chỉ sai nha hoàn cất thư của tề tam tiểu thư đi không nói gì khác lâm phương cười khinh khinh sau khi nàng ta trở thành quận vương phi lâm di sẽ phải hành lễ với nàng ta mỗi lần nghĩ tới đây nàng ta liền cực kỳ sung sướng. Ngày mai tổ mẫu tổ chức tiệc mừng, nên ta đến mời lão thái thai nhánh cả, tam thúc, tam thầm và muội muội sang tham dự. Lâm Di ngước lên nhìn Lâm Phương, Lâm Phương luôn muốn gả cho Chu Thập Cửu, bây giờ rốt cuộc cũng được toại nguyện, liền trở nên xinh đẹp ngời ngời, môi hồng răng trắng, mặt tựa hoa đào, dáng đứng yểu điệu như nhành liễu bên hồ nước mùa xuân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 125, biến chuyển ngỡ ngàng. Tiểu Tiêu thị hiện giờ đã nặng nề lắm rồi không thể tùy tiện đi lại, cho nên chỉ có lão thái thái chi trường và ba cha con Trần Doãn Viễn sang chi thứ hai dự tiệc. Rạng sáng hôm sau, mama bên chi thứ hai đã tới dục, cứ như sợ lão thái thái chi trường sẽ lật lọng không đến. Được Lâm Di đeo giúp băng chán mới ngày ngắn xong, lão thái thái chi trường đưa tay cầm lấy quải trường, hai bà cháu đi đón hoành ca. Lão thái thái chi trưởng nhìn cháu trai bảo, nhà nhị bá cháu giờ phu quý rồi. Chúng ta cũng nên qua góp vui một chút, tránh để người ta nói nhà mình không biết điều. Lâm di le lưỡi với ca ca, hoành ca cũng cười theo. Nhị lão thái thái đồng thị mở tiệc vào lúc này là vì muốn dựa vào danh tiếng mới nổi của đồng gia để tranh thủ tước vị cho Trần Doãn Chu. Cho nên số khách được mời tới dự tiệc đương nhiên sẽ nhiều hơn gấp mấy lần bình thường cửa ra vào được treo đèn kết hoa rực rỡ, hạ nhân trong phủ đều mặc đồ mới. Hễ là nhà có chút quan hệ với Trần Gia thì đều tới thỉnh an nhị lão thái thái đồng thị, trung nữ quyến ai cũng tươi cười hớn hở, mở miệng đều là những lời lẽ nịnh nọt. Nhị lão thái thái đồng thị mắt dạng người ngồi chính giữa, hệt như mặt trăng được sao vây quanh. Nhìn thấy lão thái thái nhánh cả, nhị lão thái thái đồng thị nhanh chóng đứng dậy đón lão thái thái nhánh cả ngồi xuống mọi người lần lượt tới chào hỏi. Cấp bậc lễ nghĩa xong xuôi, Lâm Huyền kéo Lâm Di ngồi xuống cạnh mình, chưa nói được mấy câu thì Lâm Phương cùng một vị tiểu thư cười cười nói nói đi vào phòng khách. Hôm nay Lâm Phương mặc áo hồng nhạt thiêu hoa văn bông cúc, tay áo viền chỉ kim tuyến, phối với váy xanh xếp nếp bên dưới, trông vô cùng rực rỡ. Hàn huyên với mọi người xong, Lâm Phương đi tới cạnh Lâm Di, giới thiệu vị tiểu thư bên cạnh mình đây là tam tiểu thư nhà xương tín bá, bạn khuê mật của ngũ vương phi. Bá là cất thứ trong các cấp công tước, hầu tước dâu lớn bá tước dâu lớn tử tước dâu lớn nam tước, ngũ vương phi trong lời lâm phương chính là ngũ tiểu thư ninh bình hầu, đầu tháng trước vừa thành thân với ngũ vương gia. Lâm di ngừng đầu lên, vừa vặn thấy được ánh mắt tò mò của tam tiểu thư xương tín bá. Nàng ta mở to cả hai mắt, nhìn Lâm Di một lượt từ trên xuống dưới với vẻ kỳ quái rồi nhếch khóe môi chứ không nói gì. Lâm Di thoáng nhướng mày, thái độ của Tam tiểu thư Sương Tín Bá hơi lạ, tựa như đang che giấu chuyện gì đó. Ngược lại Lâm Phương hết sức hài lòng trước phản ứng của Tam tiểu thư Sương Tín Bá. Nhìn thấy Lâm Di bị lạnh nhạt, nàng ta thật sự khoan khái không thể tả lâm di vừa vào kinh liền trở thành đối thủ ganh đua với nàng ta ở mọi mặt luôn tìm cách dìm nàng ta xuống người quý ở chỗ tự biết mình nhưng trước giờ lâm di toàn ý có lão thái thay nhánh cả thì cho rằng có thể bay lên trời qua lần này lâm di mới biết được thế nào là sự khác biệt giữa mình và nàng ta lâm phương đưa khăn tay che miệng cười duyên bọn ta qua bên kia nói chuyện một lát mọi người chờ ở đây nhé lâm di không hứng thú nghe bọn họ nói chuyện phiếm muốn tìm một góc tương đối yên tĩnh uống trà chơi co vừa hay cũng có một vị đường muội thích yên tĩnh cho nên cô bé chủ động theo lâm di đánh vải ván cờ lâm phương gặp chuyện vui tinh thần thoải mái nên tiếng cười lanh lành hơn hẳn ngày thường bọn nha hoàn vừa đưa hoa quả và điểm tâm lên một vị tiểu thư lên tiếng hỏi gần đây chân từ tiểu thư bận gì vậy ta gửi thiếp mấy lần cũng không mời được cô sang nhà chơi. Tam tiểu thư xương tín bá liền cười nói, thì ra cô không biết, thời gian này trần tử tiểu thư phải trốn trong khuê phòng thiêu thùa may vá. Nhân dịp lão tổ tông trần gia tổ chức tiệc mới chịu lộ mặt đấy, bằng không đến thời điểm mà vẫn chưa luyện tốt tay nghề thêu thùa thì lớn chuyện. Lâm phương đỏ bừng mặt, oán trách liếc nhìn tam tiểu thư xương tín bá, tam tiểu thư chỉ giỏi chiêu người khác thôi. Rất nhiều người vẫn không hiểu đầu đuôi là gì." Tam tiểu thư Sương Tín bà cố tình nghiêm nghị nói, "Ta nói thật mà, chẳng lẽ về sau cái gì cũng phải mượn nha hoàn làm sao?" Trước đó vẫn còn mơ hồ, qua câu này mọi người tiền vỡ lẽ, lập tức dồn mắt nhìn Lâm Phương. Lâm Phương bẽn lẽn nói, "Tam tiểu thư mà còn vậy nữa thì ta sẽ." Nàng ta xấu hổ cúi đầu, bỏ dở câu nói. "Tỷ tỷ ơi, là tỷ tỷ." tam tiểu thư sương tín bá đưa tay kéo lâm phương đây là chuyện tốt mà không biết bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị kia kìa tỷ tỷ còn ở đó che giấu cái gì nơi này đều là bạn bè thân thiết cả lâm phương và tỏ ra tức giận bưng đĩa điểm tâm trên bàn lên dí vào mặt tam tiểu thư sương tín bá ăn điểm tâm rồi bớt nói lại đi tam tiểu thư sương tín bá quay sang cầu cứu lâm uyển nhìn kia vẫn chưa phải là quận vương phi mà đã bắt đầu bắt nạt người khác rồi về sau không biết còn đến mức nào nữa chắc ngay cả mở miệng chúng ta cũng chẳng dám luôn quá nói rồi nàng ta phất khăn tay qua vai đoàn chính hành đại lễ với lâm phương ta sai rồi xin quận vương phi tha thứ lần sau ta không dám nữa điệu bộ của tam tiểu thư sương tin bá khiến tất cả bật cười vẫn có vị tiểu thư không nhạy tin tức nên nhỏ giọng hỏi han là vị quân vương nào vậy chính là khang quận vương vừa lập được đại công đấy Trần Từ tiểu thư có phúc thật. Chứ còn gì nữa, mấy vị tỷ tỷ muội muội của Trần gia đều có phúc cả, thật khiến người ta phải hâm mộ, người tới cầu hôn không phải là anh tài thì chính là tôn thất. Chỉ một câu thuận miệng nhưng lại khiến sắc mặt Lâm Phương lập tức trở nên tối sầm, người vừa lên tiếng thuận theo ánh mắt nàng ta, lập tức nhìn thấy Trần Lục tiểu thư ngồi đánh cờ ở gần đó, không khỏi ngẫm kỹ lại, sau đó mới biết mình vừa lỡ lời. Tam tiểu thư xương tín bá biết điều liền chớp chớp mắt, quan tâm đi tới cạnh lâm di, sao trần lục tiểu thư lại ngồi đây chơi cờ, hiếm khi mọi người mới có thể tụ tập mà, đừng chơi nữa, cùng qua kia nói chuyện đi. Bây giờ lâm phương đang thiếu người giúp mình điều tiết không khí, vẫn xin miễn cho nàng bất tài không làm nổi nhiệm vụ này đi, muội muội cử qua đó trước đi, bàn cờ bằng ngọc dương chi này do từ tỷ tỷ mới đặt mua đấy, hai ta phải chơi hết ván đã đánh cờ nào có đạo lý chỉ đánh nửa ván rồi bỏ ngang chứ. Dứt lời Lâm Di nhìn bàn cờ, hạ một con cờ chặn đứng thể công của đối phương. Vị đường muội ở đối diện chỉ biết than ngắn thở dài, nước này của lục tỷ tỷ độc quá, quân này của muội thành tốt thí rồi. Tam tiểu thư xương tin bá tay không trở về, chúng tiểu thư ở cùng Lâm Phương im lặng thầm thở dài. Không bao lâu sau, bên nữa quyền khai tiệc, Trần Nhị Thái Thái điện thị bế binh ca đi một vòng, xung quanh lại rối rít vang lên tiếng tấm tắc khen ngợi. Nhị Lão Thái Thái đồng thị cho người bưng rượu hoa quế lên, nữ tiên sinh bắt đầu gõ trống truyền hoa, bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Trò chơi truyền hoa uống rượu, khi tiếng trống ngừng, hoa đang ở trong tay người nào thì người đó phải uống. Lâm Di uống hai hớp rượu, thấy mặt nong nóng thì dẫn Linh Lung ra ngoài hóng gió, đi dạo một vòng trở về lại suýt đâm sầm vào đẳng ma ma. Mặt đống ma ma tái mét, môi xanh tím, trông hoảng loạn như vừa gặp phải quỷ. Bà ta nhìn thấy Lâm Di liền sững người, sắc mặt biến đổi liên tục, cả buổi sau mới dặn ra được một nụ cười gượng, "Lục tiểu thư, sao cô lại ở đây?" Lâm Di thản nhiên đáp, "Ta đi tịnh phòng, đang trên đường trở về." Đồng ma ma bỗng nhiên trở nên quan tâm, thái độ khác hẳn với bình thường, trời tối rồi, gió lạnh lắm vẫn nên để nha hoàn lấy áo lông cho lục tiểu thư mặc vào đi ạ à? các tiểu thư yếu ớt không thể qua loa giọng điệu mọt ngào kiểu này đừng nói là lâm di thấy không quen ngay cả đống ma ma cũng thấy gượng gạo đồng ma ma đi theo chắn gió cho lâm di trở vào nhà sau đó mới chậm rãi đi tới cạnh nhị lão thái thái đồng thị nhị lão thái thái đồng thị vừa uống hợp rượu đang vui vẻ lắm nghe đồng ma ma nói thì bỗng biển sắc giật mình ho khan dữ rồi. Trần Đại Thái Thái đồng thị vội vàng chạy tới vỗ vỗ lưng nhị lão Thái Thái. Nhị lão Thái Thái đồng thị ho khan một trận, mặt đỏ ửng, nước mắt lem nhem, già rồi, uống rượu cũng dễ sắc. Vừa nói bà ta vừa nhìn quanh, quay sang dặn Đại Thái Thái đồng thị, không cần để ý tới ta, bảo nhà bếp làm thêm ít điểm tâm cho mọi người, ăn đồ ngọt dài rượu, tránh để bị rông ta. Sau khi hạ nhân bưng điểm tâm lên, Lâm Di mới phát hiện Lâm Phương đã biến đâu mắt dáng vẻ bối rối của đồng ma ma nhất định là có liên quan tới Lâm Phương. Về nhị là thái thái đồng thị, ngoại trừ nụ cười trên mặt đã nhạt đi, bà ta vẫn bình thản trò chuyện với các nữ quyền trên bàn tiệc. Chẳng qua, sự thay đổi nhỏ này có thể qua mặt người khác, nhưng tuyệt đối không có khả năng lọt khỏi mắt người đã làm chị em dâu với bà ta vài chục năm. Lão thay thay nhánh cả để người diều đi tịnh phòng, Lâm Di cũng dẫn Linh Lung đi theo, khi hai bà cháu ra đến ngoài hành lang, lão thái thái nhánh cả mới sai bạch ma ma, đi hỏi thăm xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hồi lâu sau bạch ma ma mới trở về, nô tỳ cũng không hỏi thăm được gì, chỉ biết là từ tiểu thư ăn trứng gì đó bị đau bụng, trong nhà đang nháo nhào đi mời lang chung. Mới vừa rồi Lâm Phương còn nhảy nhót như sáo mà, sao bỗng nhiên lại bị đau bụng. Bạch ma ma nói tiếp, hình như nhị lão gia cũng uống say, đã rời khỏi bàn tiệc ở tiền viện rồi. Bây giờ đằng trước do đại lão gia với tam lão gia chúng ta tiếp khách à. Tiền viện hậu viện đều xuất hiện điểm kỳ quái. Nô tỳ nghe nói Khang quận vương đang ở tiền viện, theo lý thì nhị lão gia nên uống cầm chừng để tiếp đãi Khang quận vương. Trần Doãn Chu được nể mặt thật, ngay cả con rể tương lai cũng tới. Bạch Ma Ma Tần ngần nói, để nô tỳ nghĩ cách hỏi thăm thêm. Được rồi lão thái thái nhánh cả khoát tay, bây giờ vẫn còn đông khách khứa. nhánh thứ hai sẽ tìm mọi cách che đậy, hỏi thăm cũng vô dụng. chuyện tốt không ra khỏi cửa nhưng tiếng giữ lại đồn nghìn dặm. sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết thôi. ta mệt rồi, không cần chờ xem kịch nữa. chúng ta trở về sớm thôi. bạch mama khom lưng đáp, vậy để nô tỳ bảo gác cổng cho người chuẩn bị xe ngựa. lão thái thái nhánh cả dẫn lâm di tới chào từ biệt nhị lão thái thái đồng thị nhị lão thái thái đồng thị chỉ nói hai câu giữ lại lấy lệ rồi để đại thái thái đồng thị tiễn hai bà cháu ra ngoài xe ngựa đã chờ sẵn ở cổng thủy hoa lão thái thái nhánh cả và lâm di lên xe trước sau đó hoành ca mới khoan thai đi tới hoành ca chui vào buồng xe báo với lão thái thái nhánh cả cha bảo cháu nói tại với tổ mẫu một tiếng yến tiệc ở tiền viện vẫn chưa tan cha không thoát thân được lão thái thái nhánh cả nhướng mày kinh ngạc Trần Doãn Viễn trước giờ không thích xã giao mà, sao hôm nay tại khác thường như vậy? Trở về phủ ánh cả, Lâm Di đi thăm tiểu tiêu thị trước rồi mới đến phòng lão thái thái nhánh cả uống trà nói chuyện. Khi lão thái thái nhánh cả bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, vừa định cho người lấy nước rửa mặt thì Trần Doãn Viễn từ nhánh thứ hai trở tại tới thỉnh an bà Trần Doãn Viễn ngồi xuống uống hợp trà, trên mặt vẫn còn mang vẻ mê man không hiểu, mẫu thân, người nói xem tạ cùng không có một vị đại nhân ở lễ bộ tới chúc mừng con nói là danh sách ban thường đã được chuẩn bị xong xuôi hai ngày nữa thánh chi tử hôn sẽ đến nhà tức là sao lão thái thái nhánh cả cau mày ngẫm nghĩ trần doãn viễn nói tiếp khang quận vương đưa con trở về con mời ngài ấy vào ngồi chơi một chút ngài ấy tại nói khoảng thời gian này không tiện đến nhà phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn